Sau đây chúng ta tới với một tác phẩm vui, Nợ đời, tác giả Phùng Trung Chính. Qua giọng ngâm của Thanh Hương, xin mời các thư hữu cùng anh chị em thưởng thức. Khi xưa em đẹp anh thèm, hôm nay bị đục tèm nhem thế này. Em trai tôi bảo sao đây, chúng còn hăm dọa ba ngày chặt tay, chắc là phải đi ăn mày. Còn em bỏ xứ hôm dày đi Tây, có tiền nhớ bắn về ngay. Nếu mà chúng dần phanh thây hồng còn, chỉ tội nghiệp cho tụi con. Sáng trưa chiều tối lon ton vỉa hè, chúng sẽ thua thiệt bạn bè. Lớn lên móc dọc bờ kề quá đêm, cáo bay chân ấm nệm êm. Tôi cùng tụi nhỏ đói rên cả người, ngắm sao ước nguyện trở về. Nếu cho chọn lại, nguyện thề quên